Yêu cầu nữa đó là lập danh sách số học sinh có kết quả đầu và đếm số lượng học sinh đầu của mỗi trường. Có 5 yêu cầu như vậy. Bây giờ thì cái yêu cầu thứ nhất, điền vào cột tên trường tương ứng. Đấy, cột tên trường này thì chúng ta sẽ căn cứ vào ký tự đầu tiên của số báo danh. Cái này thì hôm trước thầy giáo hướng dẫn một cái hàm là hàm VLOOKUP rồi, đúng không? Người ta cho bảng như thế này thì chúng ta sử dụng hàm VLOOKUP. Đấy. Rồi, chúng ta sử dụng hàm VLOOKUP nha, căn cứ vào ký tự đầu tiên của số báo danh. Rồi lại ở bảng giao cột, chúng ta cần lấy là cột số 2. Đấy. Rồi ở đây cái hàm VLOOKUP và HLOOKUP có bạn nào cần thầy giải thích lại không? Có bạn nào cần thầy giảng lại về hàm VLOOKUP và HLOOKUP không? Rồi, bây giờ thầy sẽ giảng lại về hàm VLOOKUP và HLOOKUP nha. Có một số bạn cần yêu cầu cần giảng lại. Đây, hàm VLOOKUP. VLOOKUP hay HLOOKUP nha. VLOOKUP thì cái cú pháp của nó là lookup value. Cú pháp là lookup value. Đây, lookup value. Đấy. Table array, đối số thứ hai là table array, đối số thứ ba là coordinate room, coordinate num, và đối số thứ tư là range lookup. Đấy, lookup value tức là giá trị cần tìm, giá trị do tìm. Đấy, đây là cái giá trị này là nó sẽ nằm ở trong cột thứ nhất của cái bảng giới hạn hay là cái bảng mà chúng ta sẽ tiến hành do tìm. Table array là cái bảng giới hạn để chúng ta do. Coordinate num tức là số thứ tự trong cột trong bảng giới hạn để chúng ta lấy kết quả, và cái cuối cùng range lookup tức là giá trị nhận giá trị logic true hoặc false, tức là chúng ta có thể nhập 0 hoặc 1 là để tìm kiếm chính xác hay là tìm kiếm xấp xỉ. Đấy. Ở đây chúng ta học và chúng ta sử dụng là cái giá trị lookup value này, lookup range lookup này là bằng 0 để tìm kiếm chính xác nha. Còn nếu như mà trường hợp lookup value bằng 1 á, thì cái trên chỗ cái bảng giới hạn hay là cái bảng table array này chúng ta phải sắp xếp theo một thứ tự nào đấy, một thứ tự nhất định tăng dần hay giảm dần gì đấy, nó khá phức tạp hơn. Thì ở trong chương trình học của chúng ta thì chúng ta chỉ sử dụng là cái giá trị range lookup này bằng 0 thôi nha. Còn nếu như trong trường hợp chúng ta bỏ qua cái đối số này thì Excel hiểu đây là nó sẽ là nhận giá trị bằng 1, cho nên là các em phải ghi vào số 0 nha thầy. Ví dụ ấy, ví dụ chúng ta sẽ điền vào cái phụ cấp chức vụ, điền vào phụ cấp chức vụ là căn cứ vào cái giá trị do đó là cái chức vụ này, và do ở bên cái bảng giới hạn hay là cái bảng do ở phía bên này để chúng ta điền vào đây. Đấy, nếu như mà chúng ta không biết hàm VLOOKUP thì chúng ta có thể sử dụng cái hàm if nhá. Nhưng mà thầy nói trong trường hợp mà số các cái giá trị, số các cái sự lựa chọn nó nhiều thì hàm if nó sẽ không hiệu quả. Đấy, bởi vì là khi đó cái hàm if nó sẽ rất là dài và rất là dễ sai. Đó. Thì ở đây chúng ta sử dụng hàm VLOOKUP, cái bảng cho như thế này là bảng theo chiều dọc nha, bảng theo chiều dọc. Đấy, như vậy với cái bảng theo chiều dọc này á thì chúng ta sẽ sử dụng hàm VLOOKUP và chúng ta sẽ nhập cái hàm là VLOOKUP C3. Ở đây là lookup value là giá trị do. Giá trị do là cái căn cứ mà chúng ta sẽ là lấy kết quả. Thì chúng ta căn cứ vào cái gì? Căn cứ vào chức vụ
của cái người này, nó nằm ở oxy 3 nhá. Tiếp theo đối số thứ hai là table array, tức là cái bảng giới hạn chúng ta sẽ dò, đó là cái bảng phụ ở bên này. Đấy, từ OH3 cho tới OI7. Cái bảng này á, thì nó có thể là có nhiều dòng nhiều cột, nhưng mà đối với hàm VLOOKUP thì các em lưu ý cho thầy cái này. Cái cột đầu tiên, cột đầu tiên của bảng sẽ là cột chứa các cái giá trị dò ở đây nhá. Và cột cuối cùng của bảng sẽ là cột chứa các giá trị chúng ta cần lấy. Ở đây chúng ta cần lấy phụ cấp chức vụ thì nó sẽ chứa cái cột cuối cùng của bảng phải là cái cột phụ cấp chức vụ. Đấy. Và cuối cùng là cái tiếp theo là cái đối số thứ ba là cái vị trí mà cột mà chúng ta cần lấy. Ví dụ ở đây chúng ta cần lấy phụ cấp chức vụ thì ở trong cái bảng do team này á thì cái cột phụ cấp chức vụ nó nằm ở cột số 2. Đấy. Chúng ta điểm cột số 1, số 2 là chúng ta điểm ở trên cái chỉ số cột này nhá. Ví dụ ở đây cái cột này, cột chức vụ này nó nằm ở cột H là cột số 1. Còn cột phụ cấp thì nằm ở cột Y là cột số 2. 1 2 chúng ta điểm ở trên này, không để mở bảng dưới này ha. Không để mở trong bảng dưới này. Tránh trường hợp ví dụ như là cục Y này nó bị ẩn, mà thay vì đấy là cục Y thì tiếp theo là cục R chẳng hạn. Như vậy là cục Y bị ẩn đi. Còn cái này nằm ở cục R thì đấy không phải là số 2 mà là số 3. Đây các em lưu ý cái trường hợp như vậy. Hay nói lại này, chúng ta đếm cột là đếm ở trên chỉ số, trên vùng đánh chỉ số cột, không để mở trong bảng này. Đấy. Và cuối cùng là cái giá trị là kiểu do tìm là không. Đấy, như vậy thì với cái nhập cái hàm này thì các em sẽ có được kết quả đúng. Đấy là hàm VLOOKUP. Còn hàm HLOOKUP thì cũng tương tự như vậy. Đều bây giờ thay vì bảng theo chiều dọc thì bảng theo chiều ngang. Đó, thì ở đấy thì thay vì row index coordinate 5 thì bây giờ sẽ là row index 5. Đấy, cũng tương tự giống như vậy ha. Thì bây giờ cái bảng này là bảng theo chiều ngang. Đấy, bảng theo chiều ngang. Ví dụ ở đây á, hàng sản xuất là hai ký tự cuối của mã hàng nhá. Yeah. Thì chúng ta sẽ nhập cái hàm là bảng này theo chiều ngang nhá. Yeah. Thì chúng ta sử dụng hàm HLOOKUP và cái giá trị dò là hai ký tự cuối, dùng hàm RIGHT để lấy hai ký tự cuối trong mã hàng. Đấy. Bảng dò là từ B10 ở đây đến F11 ở đây nhá. Yeah. Và cũng tương tự như vậy, đối số thứ ba là chúng ta đếm cái dòng mà chúng ta cần lấy giá trị là đếm ở trên chỉ số, vùng đánh chỉ số dòng 1, 2. Ở đây thì các em lưu ý là cái đối số thứ ba này là cái bảng giao dò hay bảng giới hạn thì chúng ta phải sử dụng địa chỉ tuyệt đối. Và cuối cùng là cái đối số cuối cùng là bằng 0. Rồi như vậy cái hàm VLOOKUP và HLOOKUP đã được chưa? Các em nghe thì nó sẽ tương đối là khó hiểu ha. Các em phải ứng dụng vào trong cái bài tập làm. Thì cái này thì cũng chẳng cần phải hiểu, chúng ta chỉ cần làm một hồi là nó quen. Quen là chúng ta sẽ biết cách làm. Nha, phải làm nhiều, chúng ta sẽ quen. Rồi tiếp theo là cái phần tổng điểm. Tổng điểm này thì không có gì để nói ra đúng không? Sẽ bằng điểm lý thuyết cộng điểm thực hành nhân 2. Vậy thôi. Và kết quả thì chúng ta sẽ so sánh với cái điểm chuẩn ở đây. Đấy. Thì nếu như mà đồng điểm mà lớn hơn hoặc bằng cái điểm chuẩn. Lưu ý là điểm chuẩn cho ở chỗ này, tức là nó sẽ nằm cố định ở đây, thì chúng ta sử dụng địa chỉ tuyệt đối nhá. Thì sẽ điền vào chữ đầu. Còn nếu không thì điền vào chữ hỏng. Rồi bây giờ cái thứ tư là lập danh sách học sinh có kết quả là đầu. Cái này thì làm sao hả? Thầy làm cái điểm số lượng học sinh thi đầu của mỗi trường. Điểm điểm là hàm gì? Cao. Bây giờ điểm cái này là điểm cái gì? Điểm có điều kiện. Số lượng học sinh đầu của mỗi trường mà bao nhiêu điều kiện đây? Điểm thứ nhất là học sinh đầu là một điều kiện này. Cái thứ hai là trường nào này là hai điều kiện. Như vậy là điểm với hai điều kiện trở lên thì chúng ta sử dụng hàm cao if s nhá. Rồi điểm cái điều kiện thứ nhất là học sinh thi đầu thì chúng ta phải căn cứ vào cái cột kết quả
Cái cột này nó sẽ nằm cố định, cho nên chúng ta bấm F4 đi nha, đổi sang địa chỉ tuyệt đối. Điểm thứ hai, cái điều kiện điểm là đầu. Rồi điểm thứ hai là cái gì? Cái điều kiện điểm thứ hai là gì? Tên trường. Đưa cột tên trường vào. Cái điều kiện điểm đó là tên các cái trường sẽ trùng với tên của các cái ô mà chúng ta cho đến này, ví dụ trường quốc học, chọn ô này. Ở đây thì các em cũng có thể là ghi cái giá trị cần điểm, cần điểm vào. Nhưng mà ở đây thì nếu như mà chúng ta ghi giá trị cần điểm vào thì sang những cái trường khác thì chúng ta phải sửa. Cho nên ở đây là thầy sử dụng cái ô địa chỉ ô tương đối cái ô này để khi copy sang thì chúng ta không cần phải sửa. Rồi bây giờ là cái phần lập danh sách học sinh có kết quả đầu, tức là bây giờ từ cái danh sách này chúng ta chỉ lập ra những cái học sinh thi đầu thôi. Đấy. Đối với cái phương đối với cái kỹ năng này ta gọi là chúng ta sẽ thực hiện cái kỹ năng gọi là trích lọc dữ liệu, tức là chúng ta sẽ lọc ra những cái dữ liệu thỏa mãn cái điều kiện chúng ta yêu cầu ở đây. Đấy, chứ không phải là lấy hết toàn bộ dữ bản. Để mà trích lọc dữ liệu thì chúng ta sẽ có hai phương pháp trích lọc. Phương pháp thứ nhất là trích lọc cơ bản hoặc là trích lọc tự động. Cái phương pháp này thì chúng ta làm rất là đơn giản. Chúng ta bôi đen cái dòng tiêu đề của bảng dữ liệu của chúng ta. Chúng ta vào data, chọn filter. Đấy. Thì ở trong này thì nó sẽ có tất cả những cái yêu cầu, cái mà để chúng ta thực hiện việc trích lọc. Ví dụ ở đây người ta yêu cầu là điểm số lập danh sách học sinh có kết quả đầu nhá. Thì chúng ta căn cứ vào cái kết quả, chúng ta bấm vào nó chỗ cái kết quả này. Đây, ở đây là nó sẽ có cái lọc là đầu học. Thì chúng ta bỏ cái học đi. Chỉ để lại đầu thôi. Ok. Thì nó sẽ lọc ra danh sách những thí sinh có kết quả đầu. Và theo yêu cầu của bài này thì chúng ta phải copy ra. Đây, copy xuống chỗ này chẳng hạn. Đây, chúng ta có được danh sách những thí sinh thi đầu. Rồi thầy sẽ ví dụ thêm một số các cái ứng dụng khác của cái trích lọc tự động này. Trường hợp tiếp theo ví dụ như là chúng ta cũng là sử dụng, nếu như mà cái cột dữ liệu này á là cột dữ liệu là kiểu tất. Đấy, kiểu tất thì chúng ta sẽ có các cái kiểu lọc. Ví dụ tất thì nó sẽ xuất hiện ở đây cho chúng ta cái tất filter, những cái lọc khác hay còn ở dưới này là lọc bằng, chúng ta muốn xuất hiện cái giá trị nào bằng chính xác thì chúng ta click vào đây. Còn bây giờ nếu như mà chúng ta lọc những cái điều kiện phức tạp hơn, ví dụ như là ở đây chẳng hạn chúng ta muốn lập danh sách những thí sinh mà có chữ cái bắt đầu là tên, là có chữ cái bắt đầu là chữ hạt chẳng hạn nhá, chữ cái tên bắt đầu là chữ hạt chẳng hạn, thì chúng ta sẽ chọn cái chức năng là hoặc là chúng ta ở đây chúng ta nhìn chỗ nào mà có chữ hạt chúng ta tích vào nhá. Ở đây thì chỉ có ba cái tên thôi, chúng ta có thể tích rất là đơn giản, nhưng mà trường hợp nó có nhiều thì chúng ta phải chọn là tích filter. Đấy. Tích filter thì nó sẽ có một số các cái tính năng để chúng ta lọc. Echo là bằng nhá, do not echo là khác, begin with là bắt đầu với, end with kết thúc với cái gì đấy, content là chứa, do not content là không chứa. Như vậy thì như lúc này thầy nói cái điều kiện là lọc ra danh sách những thí sinh có tên bắt đầu bằng chữ cái hát thì chúng ta sẽ chọn cái nào? Chọn cái begin with. Begin with chữ gì? Mình chữ hát, chúng ta nhập chữ hát vào. Ok. Và thấy là nó lọc ra những đấy thí sinh có tên bắt đầu bằng chữ cái hát. Rồi ví dụ khác á, ví dụ rồi ví dụ như ở đây thầy muốn lọc ra thí sinh á, là trong phần họ và tên này là có cái chữ văn. Ví dụ như là Nguyễn Văn gì đấy, Huỳnh Văn gì đấy, Lê Văn gì đấy, Hoàng Văn đấy. Lọc ra những người có chữ văn thì chúng ta sẽ sử dụng cái nào? Trong cái test filter này sử dụng cái nào? Sử dụng cái content. Đấy, content này được chưa? Là có chứa chữ văn. Ok. Chúng ta thấy là những có chứa chữ văn. Đó. Rồi đấy là trường hợp là dữ liệu là kiểu tất. Còn nếu như mà dữ liệu là kiểu số, ví dụ như cái tổng điểm này kiểu số thì nó sẽ có những cái lọc gì? Number filter, nó sẽ có cái là number filter.
À, number filter thì có echo là bằng, à, do not echo là khác, bằng khác, greater than là lớn hơn, cái này là lớn hơn hoặc bằng, đấy, nhỏ hơn hoặc bằng, à, nằm giữa, đấy, top 10 tức là 10 cái người cao nhất về cái gì đấy, à, above, average tức là lớn hơn giá trị trung bình, nhỏ hơn giá trị trung bình. Đấy. À, ví dụ như ở đây thầy muốn lọc ra những thí sinh có kết quả thi từ 20 tới 25. À, thì kết quả thi từ 20 tới 25 thì sẽ sử dụng cái nào hả? Sử dụng cái ở giữa. Đúng không? Between. À, between là đầu tiên là lớn hơn hoặc bằng 20 và nhỏ hơn hoặc bằng 25. Đấy, ok. À, như vậy là những thí sinh có điểm từ 20 tới 25. À. Đấy. Đấy là về số nhá. Còn một cái dạng dữ liệu nữa đó là dữ liệu dạng ngày tháng. Rồi ví dụ như thầy nhập một cái ngày nào để vào đây. Ví dụ là ngày sinh hả? Thế thôi. À, nếu như mà dữ liệu kiểu ngay á thì nó sẽ có cái gì? Echo là bằng, à, before là trước, à, trước cái thời điểm ngày giờ đấy, à, after là sau, between là ở giữa, đấy, rồi các em đọc những cái khác các em sẽ thấy là ngày mai này, hôm nay, hôm qua, tuần tới, vân vân. À, kiểu ngay thì họ có rất là nhiều kiểu để mình chúng ta lọc. Đấy, đấy là về cái lọc tự động. Còn bây giờ lọc nâng cao. Đấy, lọc nâng cao thì chúng ta sẽ lập ra một cái bảng danh sách mới. Ví dụ như là trường hợp mà nó khác với lọc tự động ở chỗ. Lọc tự động là chúng ta thấy là gì? Nó làm ở trên cái bảng dữ liệu chúng ta đang làm việc và chỉ che đi những cái dòng dữ liệu nó không phù hợp với điều kiện lọc. Đấy, còn riêng đối với lọc nâng cao, lọc nâng cao thì nó sẽ tạo ra một cái danh sách khác. Tạo ra một cái danh sách khác ở bên ngoài cái bảng mà dữ liệu chúng ta đang làm việc này, yeah. Như vậy thì lọc nâng cao nó sẽ bằng cái thao tác là chúng ta tiến hành lọc tự động xong chúng ta copy sang việc khác, vị trí khác. Đấy. Lọc nâng cao là nó sẽ giống như lọc tự động nhưng mà thêm một cái bước là copy sang một vị trí khác. Như lúc nãy thầy làm đối với cái câu số 4 này, lập danh sách những thí sinh có kết quả là đầu. Rồi ví dụ như ở trong cái bài cái yêu cầu này thầy sẽ sử dụng phương pháp là lọc nâng cao, trích lọc nâng cao. Thì để làm trích lọc nâng cao thì bước thứ nhất chúng ta sẽ tạo bảng điều kiện. À, tạo bảng điều kiện thì có hai cách tạo bảng điều kiện. Tạo bảng điều kiện trực tiếp và tạo bảng điều kiện gián tiếp. Tạo bảng điều kiện trực tiếp và tạo bảng điều kiện gián tiếp. Đấy, cách tạo bảng điều kiện trực tiếp và cách tạo bảng điều kiện gián tiếp ở trong cái tài liệu. Có rồi ha. Thì ở trong phần này thì đa số các trường hợp thì thầy sẽ hướng dẫn các em là cách tạo bảng dữ liệu trực tiếp vì cách này nó đơn giản. Đấy, đơn giản. Rồi ví dụ ha, ở trong cái bài này chẳng hạn lập danh sách thì học sinh có kết quả là đầu. À, thì bây giờ là cái điều kiện của chúng ta nó sẽ liên quan tới cái cột nào? Điều kiện của chúng ta liên quan tới cột nào? Cột kết quả. Yeah. Như vậy thì ở trong cái bảng điều kiện thì cái tiêu đề của nó sẽ là kết quả. Đấy, cái điều kiện mà chúng ta sẽ tiến hành lọc là gì? Đầu thì ghi chữ đầu ở dưới này. Đấy, đây là tạo bảng theo phương pháp trực tiếp. Yeah. Còn nếu như mà tạo theo phương pháp gián tiếp thì cái ô đầu tiên là chúng ta đặt tùy ý nhưng mà không được trùng với cả cái tiêu đề của bảng dữ liệu, không được trùng. Còn cái bảng cái cách trực tiếp là tiêu đề nhất định là phải trùng, phải giống y chang, phải giống y chang thì nó mới được. Đấy, còn cái bảng gián tiếp thì chúng ta phải là đặt tùy ý.
Ví dụ như thầy đặt điều kiện như thế. Rồi cái điều kiện lọc là sử dụng các cái hàm logic, hàm AND, hàm OR, hàm NOT gì đấy, hoặc là một hệ toán so sánh. Ở đây thì cái điều kiện là cái kết quả thì chúng ta sẽ lấy ở đầu tiên này bằng đầu. Đây là hai bảng điều kiện theo hai phương pháp khác nhau. Phương pháp cái bảng điều kiện trên này là theo phương pháp trực tiếp, còn bảng điều kiện dưới này là bảng theo phương pháp gián tiếp. Các phương pháp gián tiếp. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành các cái thao tác trích lập nâng cao. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ vào event. Chúng ta vào chỗ data nhá. Chọn event. Rồi, nó sẽ ra cái bảng event filter. Đấy. Thì bước thứ nhất chúng ta sẽ chọn copy to another location. Đấy, để tạo ra một cái bảng dữ liệu ở vị trí khác nhá. Những cái ô trong này chúng ta có thể xóa đi. Đầu tiên là list range. Nên là list range này là cái bảng dữ liệu chúng ta sẽ làm. Đấy. Tiếp theo là criteria range. Đây là cái bảng điều kiện chúng ta vừa mới tạo ở đây. Ở đây thì chúng ta có hai bảng theo phương pháp trực tiếp hoặc gián tiếp đều được ha. Ví dụ thầy sử dụng cái bảng này. Và copy to tức là vị trí sẽ xuất hiện cái bảng dữ liệu mới. Ví dụ ở đây thì kích vào đây sẽ cái bảng dữ liệu mới nó sẽ xuất hiện ở vị trí này. Ok. Chúng ta thấy là nó sẽ lập ra được là cái bảng dữ liệu mà chúng ta muốn. Được chưa? Rồi bây giờ ví dụ khác. Rồi cái ví dụ lúc nãy là thầy ví dụ là lập bảng dữ liệu mà những thí sinh mà có tên bắt đầu bằng chữ hạt chẳng hạn, đúng không? Lúc nãy là chúng ta làm trích lập tự động rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm trích lập nâng cao thì làm như thế nào? Đấy, bây giờ thì cái điều kiện của chúng ta sẽ liên quan tới cột nào? Đấy, điều kiện sẽ liên quan tới cột tên, đúng không? Điều kiện sẽ liên quan tới cột tên, nên như vậy chúng ta phải ghi cái tên vào. Điều kiện là gì? Điều kiện là tên bắt đầu bằng chữ H, đúng không? Thì chúng ta nhập như thế này, H và sao. Đấy, bắt đầu bằng chữ H thì chúng ta nhập như vậy, H sao. Em rõ chưa? H sao. Còn cái trường hợp giống như bên này á, nếu như mà tên mà có chữ vắng ở trong á thì chúng ta sẽ nhập như thế nào ha? Sao văn sao. Đấy, tên có chữ vắng thì chúng ta nhập như thế này á. Tên bắt đầu bằng chữ hát thì hát sao, còn tên kết thúc bằng một chữ cái nào đấy thì chúng ta là sao và cái chữ cái kia, chữ cái một kết thúc. Đấy, rõ chỗ này chứ nào, thì rõ các việc điều kiện này chứ. Bây giờ chúng ta sẽ thử xem. Rồi cái này là đúng cái bảng rồi đó. Bây giờ chúng ta thay cái bảng điều kiện thôi, cái bảng điều kiện này. Đấy. Ở vị trí xuất hiện này, lập ra danh sách những thí sinh có tên bắt đầu bằng chữ H. Đấy. Rồi đấy là giả sử là đây là với một điều kiện thôi, liên quan tới một điều kiện thôi. Đấy. Còn nếu như mà ở đây mà lập bảng dữ liệu theo phương pháp gián tiếp thì làm như thế nào hả? Thì cái trên này thì cũng là chúng ta cũng đặt tên là tên bảng tùy, là ví dụ như thầy đặt DK chẳng hạn. Bây giờ chữ cái đầu bằng chữ H thì chúng ta sẽ sử dụng hàm để lấy cái chữ cái đầu của cái tên ra. Hàm lấy đó là hàm left. Left của cái này một bằng H. Đấy, nếu như mà xem phương pháp gián tiếp thì chúng ta phải làm như vậy. Đó. Rồi bây giờ ví dụ khác nhé. Ví dụ là với nhiều điều kiện, bây giờ chúng ta sẽ lọc dữ liệu với nhiều điều kiện. Đó. Bây giờ lọc ra danh sách những thí sinh mà có điểm thi lý thuyết và thực hành đều lớn hơn 5. Lý thuyết và thực hành đều lớn hơn 5. Đây, lý thuyết và thực hành đều lớn hơn 5. Như vậy là chúng ta sẽ nhìn cái bảng này ha, lý thuyết và thực hành đều lớn hơn 5. Như vậy thì sẽ bỏ đi những cái dòng nào? Sẽ có bỏ đi cái dòng này, sẽ không thỏa mãn điều kiện này, đoan nắm đệ này. Dòng này này, Trần Thị Thanh này và dòng này này, Hoàng Văn Uyên.
Đấy, như vậy là sẽ có 3 cái thí sinh sẽ không thỏa mãn cái điều kiện mà có điểm lý thuyết và điểm thực hành đều lớn hơn 5. Đấy, lớn hơn hoặc bằng 5. Lớn hơn bằng 5. Như vậy thì bây giờ cái điều kiện của chúng ta nó sẽ liên quan tới cột nào? Liên quan tới cột lý thuyết và cột thực hành. Được chưa? Như vậy thì cái bảng dữ liệu của chúng ta phải có hai cột này. Đấy, lý thuyết. À, lưu ý là phải giống cái trang trên này. Và thực hành. Cái điều kiện của chúng ta như thế nào? Lý thuyết lớn hơn hoặc bằng 5. Thực hành cũng là lớn hơn hoặc bằng 5 luôn. Lưu ý ở đây, cái điều kiện để liên hệ giữa hai cái điều kiện, cái từ khóa mà liên hệ giữa hai cái điều kiện này là gì? Lý thuyết và thực hành đều lớn hơn hoặc bằng 5. Như vậy là từ khóa và, đúng không? Như vậy thì với từ khóa và thì cái này các điều kiện chúng ta ghi trên cùng một hàng. Đấy. Ghi trên cùng một hàng. Còn trường hợp mà hoặc thì chúng ta sẽ ghi khác hàng. Bây giờ thầy sẽ thử với cái va trước, rồi lát nữa thầy sẽ làm với cái hoặc nha. Rồi vào Advanced. Rồi, chỉ thay đổi cái bảng điều kiện thôi. À, còn cái bảng này là bảng dữ liệu rồi, đúng rồi. À. Đấy, bảng điều kiện. Rồi xuất ra ở đây. Đây, chúng ta nhận thấy nha, tất cả điểm lý thuyết, điểm thực hành đều lớn hơn 5. À. Rồi bây giờ là thầy sẽ làm với cái điều kiện là hoặc nha. Rồi điều kiện hoặc như thế này, lập danh sách những thí sinh mà có tổng điểm là nhỏ hơn 20 và lớn hơn, nhỏ hơn 20 hoặc lớn hơn 25. Nhỏ hơn 20 hoặc lớn hơn 25. Đấy nhá, có tổng điểm nhỏ hơn 20 hoặc lớn hơn 25. Đấy, nhỏ hơn 20 hoặc lớn hơn 25. Đấy, như vậy thì cái này là liên hệ với nhau bằng từ khóa hoặc, đúng nhá. Mà trong cái điều kiện của chúng ta nó sẽ nhắc đến cái cột dữ liệu nào? Nhắc đến cột dữ liệu nào? Nhắc đến cột tổng điểm, đúng không? Đấy. Nhắc đến cột tổng điểm. À, cái tổng điểm này nó phải thỏa mãn bao nhiêu điều kiện? Phải thỏa mãn hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất là nhỏ hơn 20 và cái điều kiện thứ hai là lớn hơn 25. Như vậy thì chúng ta sẽ có hai cột tổng điểm. À, cái điều kiện thứ nhất nhỏ hơn 20. À, điều kiện thứ hai là gì? Hoặc lớn hơn 25. Bây giờ từ khóa hoặc thì chúng ta ghi dòng khác, không ghi trên cùng một dòng này. Đấy, chúng ta ghi xuống dòng phía dưới, lớn hơn 25. Đấy, từ khóa hoặc là như vậy. Còn trên này là và thì ghi trên cùng một dòng, à, hoặc thì ghi hai dòng khác nhau. Rồi chúng ta lại thử. Bây giờ thay cái bảng điều kiện. Đấy, bảng điều kiện. À, chúng ta thấy ha, lượng không có trong khoảng từ 20 tới 25 tổng điểm. À, những cái trường hợp này á, nếu như mà sử dụng bằng phương pháp gián tiếp thì chúng ta làm như thế nào? Ví dụ trường hợp này lập bảng theo kiểu gián tiếp, à, thì cột đầu tiên thì thầy vẫn đặt tùy ý là DK đi. À, cột thứ hai bây giờ là lý thuyết và điểm lý thuyết lớn hơn 5 và thực hành lớn hơn 5. À, đây là và thì thầy sẽ sử dụng cái hàm and. And lấy ở đâu này, lý thuyết lớn hơn hoặc bằng 5 nhá. Yeah. Thầy một cái, à, thực hành lớn hơn hoặc bằng 5. Đấy, đây là trường hợp mà chúng ta sử dụng theo phương pháp gián tiếp. Chúng ta sẽ nhập như thế này cho cái bảng dữ liệu này. Đó. Còn trong trường hợp này thì cái bảng dữ là bảng điều kiện của chúng ta sẽ như sau. À, ok, đầu chúng ta vẫn đặt tùy ý nhá. Bây giờ là cái này là liên hệ với nhau bằng từ khóa hoặc, đúng nhá. Đấy, hoặc thì chúng ta sử dụng hàm or. Đấy, or tổng điểm nhỏ hơn 20. À, tiếp tổng điểm lớn hơn 25. Đấy. Nếu mà sử dụng phương pháp gián tiếp thì chúng ta sẽ lập như thế này. Rồi ở những chỗ cái phần này thì có bạn nào chưa rõ không?
Rồi nếu không thì thầy sẽ sang cái bài khác ha, có một cái điểm cần lưu ý. Rồi, bài này. Cái bài này á thì những cái phần mà diễn giải này, yeah. Ngày giao này, tên công ty. Có bạn nào không làm được không? Vì những cái này là đều sử dụng hàm như này, diễn giải thì mà sử dụng hàm gì? Đấy. Diễn giải thì sử dụng hàm gì? Các bạn nhập vào nó chỗ không chắc thì xem nào. Diễn giải là chúng ta sẽ căn cứ vào đấy ba ký tự đầu tiên của phiếu hàm nhá, ra trong bảng này, ra chỗ này, như vậy là sử dụng hàm VLOOKUP. Đó, đúng rồi, sử dụng hàm VLOOKUP á. Rồi căn cứ vào ba ký tự đầu tiên. Đó, ra ở bảng này, bảng này thì chúng ta chỉ cần ngang diễn giải thôi. F4 nhá. Con nên đất 5 là cột số 2 và phẩy 0. Đấy. Ngày giao thì sẽ bằng ngày đặt hàng cộng với cái ngày giao sẽ trả ở chỗ này. Đấy, ngày giao thì căn cứ vào công ty, công ty tức là ký tự thứ tư và ký tự thứ năm. Sử dụng hàm gì hả? Sử dụng hàm gì? Đây bảng như thế này là bảng theo chiều ngang, được chưa? Như vậy thì sẽ sử dụng hàm hạt lúc cấp. Đấy, bảng theo chiều ngang này chúng ta lấy cái số ngày giao như thế này đó, hạng lúc cấp căn cứ vào ký tự thứ tư và ký tự thứ năm thì sử dụng hàm mid, lấy từ ký tự thứ tư, lấy từ ký tự thứ tư hai ký tự đấy. Bảng do, bảng thì chúng ta sẽ dòng đầu tiên sẽ chứa các cái giá trị do này và dòng cuối cùng sẽ chứa cái giá trị chúng ta cần lấy. F4. Bây giờ là dòng chúng ta cần lấy là dòng số mấy đây? Nhập vào khung chart thế coi nào. Đếm từ đến xuống thôi. 1 này, 2 này, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Như vậy là số 8. Và cuối cùng là 0. Đấy. Rồi tên công ty thì giống như bên này đó nhá, giống như cái hàm lấy cái ngày đó hả? Nhưng mà chỉ cần là cái dòng chúng ta cần lấy là dòng số số 2 thôi đó. Tên công ty nằm đây dòng số 2 thôi. Đấy. Rồi bây giờ cái vấn đề là đơn giản. Đơn giá thì nó phụ thuộc vào cái diễn giải là một này, được chưa? Hoặc là cái ba ký tự đầu này thì ở đây chúng ta sẽ làm ra cái diễn giải rồi. Cho nên là chúng ta không cần phải sử dụng thêm cái ba ký tự đầu nữa nhá. Ngoài cái việc căn cứ vào diễn giải thì nó sẽ còn cái căn cứ vào IV hay cái này nữa nhá. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ viết hàm như sau. Đầu tiên là chúng ta cũng sử dụng hàm VLOOKUP để mà căn cứ vào diễn giải nhé. Này, căn cứ chúng ta có thể là căn cứ vào cái diễn giải này hoặc là chúng ta lấy ba ký tự đầu của phiếu hàm đều được nhé. Nhưng ở đây thì thầy lấy cái diễn giải này luôn cho nó khỏe, khỏi phải thêm hàm lab gì nữa cho mệt. Bây giờ cái bảng do nó phải chứa đầu tiên, cột đầu tiên là cột diễn giải và cuối cùng là cái cột đến cuối cùng bắt cần lấy F4. Rồi bây giờ lấy cột nào thì sẽ căn cứ vào công ty nhá. Đây chúng ta sẽ có 1, 2, 3, 4 trường hợp lựa chọn. Chúng ta sử dụng hàm if. If cái gì? If ký tự thứ tư, thứ năm của cái này mà IV thì là sẽ lấy cột số 2 nhá.
Rồi, if như vậy là ký tự thứ tư, thứ năm sử dụng hàm mít của phiếu hàng. Bốn hai nha, cái này mà bằng IV thì sẽ trả về cột số mấy này. IV nằm ở cột số số 2, cột số 2 ở trong bảng này nha. Hãy copy lại cái này để khỏi phải nhập. Rồi if tiếp, bây giờ bằng cái gì? AC, AC là sẽ cột số 3 nha. Tiếp theo bằng cái gì? SH sẽ lấy cột số 4 và trường hợp còn lại là cột số 5, đóng ngoặc của các cái hàm ít. Rồi và đối số cuối cùng là kiểu dò không, đóng ngoặc lại. Đây, chỗ này các em lưu ý ở cái đối số thứ ba, cái đối số thứ ba thì chúng ta có bốn lựa chọn thì chúng ta sử dụng tiếp cái hàm ít vào ở đây. Tất nhiên là ở đây á, là thay vì sử dụng hàm ít thì sẽ có các cái hàm khác, các hàm khác ví dụ như là hàm max, hoặc ở đây thay vì sử dụng hàm vlookup thì chúng ta có thể là sử dụng hàm index. Đấy, các cái hàm đấy các em muốn tìm hiểu thì các em về từ nhà tự tìm hiểu thêm nhá. Thầy hướng dẫn thêm á. Ở đây thì thay mấy chỗ cái đối số thứ ba này, nếu như mà sử dụng hàm mid dài đó, thay vì sử dụng hàm mid thì chúng ta có thể sử dụng hàm max. Hoặc là mấy chỗ hàm vlookup thì thay vì sử dụng hàm vlookup ngoài này thì chúng ta có thể sử dụng hàm index kết hợp với hàm max để chúng ta xác định giá trị. Đấy, chúng ta sẽ có kết quả. Ví dụ như ở đây thì thay vì ở đây sử dụng hàm mid thì sẽ sửa lại thành cái hàm x. Thay vì hàm ít thì sẽ sửa lại hàm mắt. Đây, hàm mắt như thế này nha. Hàm mắt thì chúng ta sẽ căn cứ vào cái ký tự thứ tư và thứ năm, cùng căn cứ vào ký tự thứ tư và thứ năm của phiếu hàng. Đấy, bây giờ cái hàm mắt là cái dòng dò, dòng này và sẽ trả ở nơi chỗ cái phần mà cái bảng giá này F4. Thì ở đấy á, bây giờ chúng ta sẽ đóng ngoặc hàm max và cộng 1. Ở đây thiếu một cái đối số nữa là phẩy 0 nữa. Phẩy 0 cộng 1. Đấy. Đấy. Hàm max. Được chưa? Các em về tìm hiểu hàm max ở đấy, nếu như mà vì ở đây thầy từ C14 từ OC 14 cộng 1, còn nếu như mà thầy ở đây thầy thay bằng B thì không cần cộng 1. Đấy. Các em về nghiên cứu thêm cái hàm mắt này nha. Còn thay vì sử dụng hàm VLOOKUP thì thầy ở đây cũng có thể sử dụng hàm INDEX. INDEX thì phải phối hợp bằng cách là sử dụng hai cái hàm mắt ở bên trong. Đấy. Hai hàm mắt, một hàm mắt để chúng ta dò theo chiều ngang và một hàm mắt để chúng ta dò theo chiều dọc. Theo chiều ngang thì chúng ta có thể là sử dụng cái diện giải theo chiều dọc trước, sử dụng cái diện giải vậy. Cái này F4 phẩy 0 một cái mắt. Trước cái mắt đó là phải có cái bảng dữ liệu chúng ta cần dò. Mắt phải đưa cái bảng này vào. Rồi mới tiếp theo là cái mắt đó. Một cái mắt nữa, mắt như lúc nãy nữa. Rồi do đến này.
Đấy. Làm index. Đó. Nhá, cả em về tìm hiểu thêm từ từ tìm hiểu thêm hai cái hàm index và hàm mặt này nhá. Ở đây thì chúng ta cần sử dụng hàm VLOOKUP ha. Và cái chỗ đối số thứ ba thì chúng ta sử dụng cái hàm if. Rồi, ở đây có một cái nữa là lập bảng thống kê theo cái mẫu này. Thì ở đây là phần tiền là bằng đơn giá nhân với cái phần số lượng. Đấy, số lượng thì chúng ta sẽ lấy những cái ký tự còn lại ha. Value right của cái này. Tổng số ký tự mà trừ đi 1, 2, 3, 4, 5. Đấy. Rồi ở đây là thống kê cửa một cắn tổng thân tiền của cửa một cắn. Đây là tính tổng có điều kiện đúng không? Sử dụng hàm súng if một điều kiện cho nên sử dụng súng if. Bây giờ cửa một cắn thì đầu tiên là sẽ liên quan tới cửa một cắn. Đấy, tức là ở trong cái diện dài của nó sẽ có cái gì hè? Có cái số 1. Đúng không? Còn cái số 1 thì chúng ta cũng có thể là sử dụng cái diện dạy này. Đó. Trong cái diện dạy này có cái gì? Có chứa số 1. Đúng không? Có chứa số 1. Có chứa số 1 thì chúng ta làm cái điều kiện như thế nào hả? Sao 1 sao. Đấy, cái điều kiện có chứa số 1, cửa một cắn nhá. Và cuối cùng là cột tính tổng. Đấy. À, cửa xoay thì ở trong dấu phân diện dài là nó có chữ chữ xoay. Đấy. Bây giờ thì chúng ta cũng làm tương tự như vậy nhé. Chúng ta chỉ thấy chữ từ 61 số 1 là bằng chữ chữ xoay. Đấy. Rồi lập danh sách các mặt hàng của công ty Ý Việt, tức là đây là sử dụng cái chức năng trích lọc nâng cao đấy nhá. Công ty Ý Việt. Đấy. Thì bây giờ chúng ta chỉ cần là tên công ty thôi và Ủy viên thôi, lập cái bảng điều kiện ra đây thôi. Đây, công ty Ủy viên và sau đó là tiến hành cái đây bảng điều kiện rồi, sau đó là tiến hành là cái thao tác trích lập nâng cao thì đã hướng dẫn như lúc này. Ở đây là cái bảng dữ liệu à, bảng điều kiện rồi và vị trí xuất hiện ở đây. Ok. Đấy, nhận mặt hàng công ty Ý Việt. Rồi chỗ này thì có bạn nào có gì cần hỏi, có gì cần thắc mắc không? Rồi nếu như mà không ai hỏi gì nữa thì chúng ta xem như là chúng ta kết thúc cái phần Excel. Đó, kết thúc cái phần Excel. Những cái nội dung khác trong Excel thì các em tự đọc đấy. Đây chỉ hướng dẫn những cái mà chúng ta cần lưu ý để khi mà chúng ta thực hành chúng ta làm thôi. Còn những cái nội dung lý thuyết thì tất nhiên là các em phải tự đọc rồi. Đó. Tự đọc và tự làm bài tập thì khi đó chúng ta phải nắm được cả cái phần Excel.
Rồi, nếu như mà không ai hỏi gì thì chúng ta sang cái phần mạng virus và mạng máy tính. Virus và mạng máy tính. Hôm nay thì chúng ta học nhanh giới thiệu về mạng máy tính. Đấy, cả nhà những cái phần lý thuyết này thì các em tự đọc ha. Các em vẫn tự đọc và nắm. Các em lưu ý là ở trong chỗ cái phần nội dung mà kết thúc học phần á, thì cái phần chương 3 này thì nó cũng có khoảng là 3 đến 4 câu hỏi trắc nghiệm. Đấy, cho nên là cố gắng đọc để chúng ta nắm được những cái nội dung cơ bản. Nắm được những nội dung cơ bản thì nắm được những nội dung cơ bản để làm cái trả lời 3 câu hỏi trắc nghiệm này ở trong bài thi kết thúc học phần. Còn về các cái bài pretest thì hôm nay các em phải làm hoàn thành hết cả 6 cái bài pretest. Hôm nay không thì cho tới ngày mai đi ha. Cho tới ngày mai đi cho thoải mái ha. Đến ngày mai thì các em phải hoàn thành xong cả 6 bài pretest. Như vậy là đến ngày thứ tư, ngày thứ tư thì thầy sẽ xuất điểm, thầy sẽ lỏng sổ bài pretest và sẽ xuất điểm bài pretest ra. Cho nên là cố gắng hoàn thành trong ngày mai bài pretest 5 để thầy xem nào. Đấy, pretest 5 đây rồi, vẫn mở mà. Nghiệm chưa có hiệu lực. Rồi, bài còn bài nào chưa mở nữa không? Đấy, làm được rồi đấy. Rồi, bài 6. Bài 6 đâu còn động đâu. Bài 6 vẫn làm được này. Rồi, như vậy là tất cả các bài đều làm được rồi đấy à. Rồi, chúng ta quay trở lại cái bài này hả, các em đọc thấy ở đây thì thầy sẽ cho cung cấp trong này, cung cấp cho các em giới thiệu một số các cái nội dung ha, về mạng, về trên mạng internet. Đây là một số các cái website tìm kiếm các dữ liệu về y học để phục vụ cho việc học tập của các em. Ví dụ như là cái website Up to Date này này. Đấy, thầy giới thiệu cái Up to Date này là cái website này là một sử dụng là phải mua bản quyền đấy, mua bản quyền đấy. Hiện tại thị trường của chúng ta đã mua bản quyền rồi. Đấy. Bây giờ thì chắc là các em vẫn chưa sử dụng được cái Up to Date này. Đó. Lúc nào mà các em tập trung ở trường thì các em sử dụng mạng internet ở trường thì các em sẽ truy cập được vào Up to Date và sử dụng Up to Date để mà tra cứu, tìm hiểu các tài liệu, tìm kiếm các cái dữ liệu về y học phục vụ cho quá trình học tập và nghiên cứu của các em. Một số các web khác ha. Đấy, những cái web này thì chắc là ở nơi chỗ cái module 1 khóa học ở khi cái tuần đầu năm học thì các thầy đã có giới thiệu với các em rồi, được chưa?
Đây là các cái ứng dụng mà hoạt động trên internet của trường chúng ta. Đây đầu tiên là cái website của trường, thông chúng ta truy cập thông qua cái địa chỉ này. Nhớ mấy cái địa chỉ website trường đó nhá. Còn vì thầy nhớ là như trong bộ câu hỏi có thi là ví dụ cho biết địa chỉ của cổng thông tin điện tử trường Đại học Y Dược Huế là địa chỉ nào. Cái này mà chọn sai là không được rồi. Đây cái này thì phải biết đúng không? Cái địa chỉ này phần mềm hệ thống thông tin quản lý đào tạo phải biết để mà xem điểm xem thử có biểu gì đấy ở đây cả, nộp học phí cũng vào đây luôn. Rồi. Rồi cái này thì dùng bấy lâu nay rồi đúng không? Hệ thống LMS. Và cái trang hỗ trợ sinh viên. Đó. Cái trang này thì sẽ có tất cả các hướng dẫn. Ngoài ra trang thông tin hệ thống thông tin sức khỏe, cái này để khai báo để phòng chống COVID đấy. Hiện tại thì có một cái trang nữa, đó là trang thi trực tuyến. Đây, có một cái trang nữa là thi trực tuyến, đúng chưa? Thi trực tuyến .hued@unit.edu.vn. Cái trang này thì các giảng viên là không được cấp tài khoản đâu, chỉ có các em sinh viên được cấp tài khoản thôi để mà vào thi. Đó. Chứ còn các thầy là không được cấp tài khoản vào cái trang này đâu. Nha, cái trang này là có địa chỉ truy cập là như thế này. Rồi bằng Đức Chính. Thầy ơi, các cái bài pretest hình như là thầy bảo là cho hạn đến ngày mai đúng không ạ? Đúng rồi. Nhưng mà em thấy là các cái bài pretest ở trong đây là thầy đã đóng hết từ 9:30 của ngày hôm qua rồi thầy ạ. Thầy mở lại để cái bài đúng không ạ? Rồi, thầy sẽ mở lại. Đây một cái ứng dụng thi trực tuyến, đúng chưa? Cái ứng dụng này là để khi mà trong trường hợp mà không chúng ta không thi tập trung được thì chúng ta sẽ sử dụng thi trực tuyến. Thì cái việc thi trực tuyến này là chúng ta sẽ thi ở trên cái phần mềm sử dụng để mà thi á. Phần mềm sử dụng để mà thi trực tuyến là phần mềm ZFN Browser. Phần mềm sử dụng á là phần mềm SAB á. SAM browser. Rồi SAM browser. Và cái hướng dẫn thì các em lưu ý cái địa chỉ này. Đấy, có cái bit.ly mà hướng dẫn thi online, ghi lại cái địa chỉ này. Địa chỉ này thì sẽ có chứa các cái tài liệu hướng dẫn cho các em thi online là như thế nào, cách cài phần mềm set như thế nào, rồi là thi thì chúng ta chỉnh camera ra sao, các cái quá trình thủ tục, cả cái quá trình thủ tục thực hiện thi như thế nào. Rồi ở trên này nhá, có hướng dẫn nhá, hướng dẫn thi trên SEP này. Rồi, hướng dẫn SEP này. Rồi, hướng dẫn SEP rồi là
các cái hướng dẫn về cài đặt. Ở trong hướng dẫn xếp này thì có hướng dẫn cài đặt xếp như thế nào đấy. Rồi, xếp nhá. Rồi, hướng dẫn cách tải ở đâu, tải cái link, tải cái file cấu hình, rồi là cách bật khởi động xếp như thế nào. Đấy, trong này có rất đầy đủ cụ thể. Đó. Và có cái thi thử nữa. Trong này nó hướng dẫn cả trên hệ điều hành Windows và lần cho và cả hướng dẫn cho cả cái máy MacBook nữa. Đấy, mà hướng dẫn trong quá trình thi là như thế nào? Thì các em ở trong này, trong cái khi mà các em cài xếp xong thì có cái mục là thi thử. À, các em cũng có thể là sử dụng để thi thử. Đấy, đây và các cái lỗi trong này có đưa ra cả cái lỗi cần để và cách khắc phục. Nếu như mà quá trình xếp á, làm cái xếp mà những cái có những cái lỗi nào trong quá trình cái xếp thì các em có thể là liên hệ đến chỗ phòng khảo thí này. Liên hệ cái số điện thoại này ha, để được hướng dẫn, để được hướng dẫn. Rồi trong này ví dụ như trong này là cách đặt camera này, đặt camera trong quá trình thi online, thi online thì chúng ta phải làm như thế nào. Đây, các em ghi lại cái địa chỉ. Ghi lại cái địa chỉ này, bit.ly hướng dẫn thi online. Đấy. Cái này là trường hợp mà chúng ta không thể tập trung, không thể tập trung để mà học được tiếp được đó. Không để thi trực tiếp được thì phải thi trực tuyến. Mà cái khả năng mà thi trực tuyến là cũng khá lớn đấy. Thì bây giờ thầy mới nhận được thông báo là ở trên chỗ bệnh viện của Trương Minh là có một trường hợp là dương tính này. Đấy, thấy chưa? Cho nên là rất là nguy hiểm, còn không biết khi nào mới tập trung đi học tập trung lại được đây. À, cho nên là các em lưu ý kỹ cái phần này nhé. Rồi còn cái phần về virus thì các em vừa đọc thôi, nó không có gì thì nói xem cả. Rồi thầy sẽ mở lại các cái bài pre-test.
Rồi, thầy mở lại hết tất cả các bài pre-test rồi đấy. Bạn nào chưa làm bài nào thì cố gắng hoàn thành trong ngày mai. Rồi còn về thi giữa kỳ thì chắc là tuần sau thầy sẽ làm việc lại với hai thầy dạy các lớp kia và sẽ có cái ngày giờ cụ thể thì thầy sẽ xong thông báo với lớp trưởng và lớp trưởng thông báo lại cho cả lớp. Còn về thực hành thì tuần sau thì chúng ta sẽ bắt đầu thực hành. Thực hành thì hiện tại thì vẫn chưa thực hành trực tiếp được thì chúng ta thực hành online nhá. Thực hành online hiện tại thì theo thời khóa biểu là chúng ta sẽ có ba chia thành ba nhóm, chia thành ba nhóm đúng không? Như vậy là thực hành là sẽ có trên thời khóa biểu của em là sẽ có 6 buổi đấy. Tuần sau lớp IA này sẽ có 6 buổi, là một nhóm sẽ có hai buổi, một nhóm sẽ có hai buổi, là một buổi sẽ thực hành tin đại cương và một buổi sẽ thực hành tin ứng dụng. Đấy, thực hành tin đại cương thì thầy đã làm việc với bên chỗ công cộng thì thực hành tin đại cương thì sẽ rơi vào cả cái buổi sáng thứ hai, sáng thứ ba và chiều thứ ba. Đấy, ba nhóm chúng ta học online như thế này thì chúng ta sẽ chọn một buổi thôi, ghép lại cả ba nhóm thực hành vào một buổi thôi, không không chia ra thành nhiều nhóm như vậy. Như vậy thì tuần sau thì sáng thứ hai thì chúng ta sẽ thực hành sáng thứ hai là đúng là theo lịch là của nhóm nhóm một đúng không? Còn nhóm hai nhóm thì nhóm hai nhóm ba có sáng sáng thứ hai thì nhóm hai nhóm ba có bằng thực hành các môn khác không? Theo thầy thấy thời khóa biểu của lớp thì như không nhá. Như vậy thì sáng thứ hai tuần sau sáng thứ hai thì chúng ta sẽ thực hành. Đấy, sáng thứ hai sẽ thực hành tất cả cả lớp luôn, cả ba nhóm luôn vào một buổi đó. Thì online thì nhóm ba có cái lợi thế như vậy. Thì lúc mà khi mà đầu môn học á, thầy nói là thực hành chúng ta sẽ có 4 buổi đúng không? 4 buổi 4 bài. Đấy, 4 buổi 4 bài thì điểm. Nhưng mà vì chúng ta học online như thế này á, học thực hành online như thế này thì 4 bài. Đấy, nhưng mà một bài như vậy là phải có đến là lớp chúng ta sẽ số bao nhiêu hả? 109 đúng không? Thì theo danh sách là 109. Đấy. Thầy còn dạy nhiều lớp nữa, mỗi lần là một bài chấm 109 bài thì nó mệt quá. Cho nên là các cái buổi thực hành đấy, thì ba buổi thực hành đầu tiên thì thầy sẽ ra bài tập để các em làm, các em làm và nộp lại cho thầy để thầy theo dõi quá trình làm về hướng dẫn và giải đáp cho các em. Và đến cái buổi cuối cùng thì sẽ làm một cái bài kiểm tra, gọi là kiểm tra thực hành nha. Thầy chỉ chấm một lần cái bài kiểm tra cuối cùng thôi đấy. Rồi, thầy nhắc lại thực hành thì thầy có đổi một cái từng điểm ấy là chúng ta sẽ làm các cái bài thực hành, các cái bài tập như bình thường. Đó, và trong ba buổi đầu tiên và buổi cuối cùng thì chúng ta sẽ làm cái bài kiểm tra thực hành để lấy điểm kiểm tra thực hành. Rồi bạn nào có gì chưa rõ câu hỏi nữa không? Thực hành là làm thực hành theo cá nhân. Các em lưu ý là bài thực hành á, thì thầy ra bài tập làm thì các em phải làm và nộp đúng thời gian quy định của thầy. Được chưa? Cái này thì việc nộp bài này thì sẽ mang tính chất là gọi là điểm danh. Điểm danh. Các em biết quy định là nếu như mà các em vắng một buổi thực hành thì sẽ không được thi kết thúc học phần kỳ môn học đó.
lý thuyết thì có thể là vẫn được 20%, nhưng mà thực hành thì phải đi học đầy đủ hết tất cả các buổi. À, các bạn nào có hỏi gì nữa không? À, nếu như mà không có ai hỏi nữa thì hôm nay chúng ta kết thúc buổi học sớm ở đây ha. À, đúng rồi, tuần sau sẽ thi lý thuyết. À, không phải là thi lý thuyết mà là kiểm tra, làm cái bài kiểm tra giữa kỳ. À, ngon ngày giờ thì thầy sẽ thông báo với lớp trưởng, à, có gì thì lớp trưởng sẽ thông báo với các em. À, kiểm tra thì 20 câu và làm trong vòng 20 phút. Kiểm tra giữa kỳ thì chúng ta làm trên LMS thôi, không làm trên SET. Rồi vậy chúng ta nghỉ ở đây, hẹn chào các em.